trong công tác giảng dạy. Và phần mềm ngày hôm nay em xin giới thiệu đó là phần mềm LabDojo. Đây là một phần mềm mang tính tích cực trong phần kỷ luật trong lớp. Ngoài ra nó còn có tương tác đa chiều đối với giáo viên và học sinh. Đây là hình ảnh các thầy cô vừa thấy, đó là một lớp học. Thì cái kỳ như các thầy cô đã thấy, phần lớp học này có thể sử dụng avatar là hình của chính các em để tạo nên thành viên của lớp. Ngoài ra, các thầy cô cũng có thể sử dụng những con monitor có sẵn ở trong phần mềm này để tạo nên một lớp học gây cho học sinh sự thú vị khi tham gia. Điều mà có thể giúp cho học sinh cảm thấy hứng thú khi đến với phần mềm này cũng như là giúp cho giáo viên có thể quản lý lớp một cách hiệu quả, đó là vào phần xây dựng tiêu chí tích cực và tiêu cực. Ở đây phần tiêu chí tích cực thì giáo viên có thể xây dựng dựa vào thỏa thuận giữa giáo viên và học sinh ở đầu năm, hoặc là dựa vào những thống nhất mà những tiêu chí bên hoạt động đội hay là thi đua trong lớp chúng ta đề ra, mà giúp cho học sinh cùng nhau thi đua thông qua những việc làm cụ thể được những điểm cộng, giúp cho học sinh, mỗi học sinh có sự phấn đấu riêng cho mình và các em sẽ cảm thấy rất là phấn khởi khi cùng tham gia cùng với cô và các bạn trong lớp. Ở phần tiêu chí tiêu cực thì đây là một phần mà giáo viên xây dựng nhằm giúp cho học sinh nhận định được đâu là việc nên làm và việc không nên làm. Ngoài ra ở phần mềm LabDojo mà giúp cho giáo viên rất nhiều trong việc quản lý lớp. Không những thế, ở phần giảng dạy thì nó cũng là một công cụ mà hỗ trợ tích cực cho giáo viên thông qua bốn công cụ ở phía trên và bốn công cụ ở phía dưới dành cho những lúc mà giáo viên giảng dạy. Và những công cụ này sử dụng như thế nào thì các thầy cô sẽ theo dõi ở clip demo. Phần tiếp theo, giáo viên muốn giới thiệu cho học sinh và các phụ huynh có thể theo dõi mỗi ngày, cũng giống như là phần mà rất là hữu ích khi mà giáo viên dạy học online, đó là phần giao bài tập ở ngay trong công cụ bộ sưu tập. Ở trong công cụ này, cái phần giao bài tập thì rất là đa dạng, tùy theo yêu cầu của giáo viên mà học sinh có thể nộp bài tập theo nhiều hình thức khác nhau, có thể nộp bằng văn bản, quay video, hình ảnh hoặc là bản vẽ. Và chính do cái phần đa dạng này mà có thể giúp cho học sinh tham gia cảm thấy hứng thú hơn và giáo viên có thể linh hoạt thay đổi mọi hình thức trong cái phần giao bài tập cho học sinh. Ngoài ra phần chuyện của lớp, đây là một trang nhật ký của giáo viên, học sinh và phụ huynh. Ở đây ghi nhận lại hết toàn bộ hình ảnh mà các em đã tham gia học tập mỗi ngày hoặc là trong các đợt hoạt động. Giáo viên sẽ ghi lại hết tất cả các hình ảnh và để lên trên phần chuyện của lớp như thế này. Thì đây là một trang mà có thể lưu giữ lại hết tất cả hình ảnh hoạt động của lớp, mà phụ huynh ở nhà cũng có thể theo dõi được con em mình đã làm gì ở lớp, còn các em thì có thể nhìn lại cả quá trình học tập và tham gia hoạt động của mình. Ngoài ra phần còn lại đó là phần tin nhắn. Đây là một phần khá là hữu ích đối với giáo viên, bởi vì đây là kênh thông tin mà giáo viên có thể liên hệ trực tiếp với phụ huynh và có thể thông báo những yêu cầu hoặc là thông báo những phần mà cần lưu ý đối với phụ huynh, và giáo viên có thể tương tác với toàn bộ phụ huynh của lớp. Và phần mềm này là hoàn toàn miễn phí, nó mang lại tính tích cực không chỉ cho học sinh mà nó là một phần mềm mà giúp phát huy được tối đa mọi tương tác giữa giáo viên và học sinh. Cảm ơn các thầy cô đã theo dõi. Tiếp theo mời các thầy cô xem video clip demo của phần mềm LabDojo. Ở đây các em học sinh muốn giữ cái hình ảnh các nhân vật monster để tạo nên cái sự hứng thú hơn khi các em lên theo dõi. Ở trên LabDojo thì các nhân vật, mỗi một nhân vật sẽ do các em học sinh chọn, và mỗi một nhân vật này đại diện cho một học sinh của lớp em. Đầu tiên là mình có thể đánh giá tiêu chí từng các nhân học sinh khi mà thầy cô
Ví dụ như đang click vào thì sẽ hiện ra cái bảng đánh giá tiêu chí. Trong đó các tiêu chí này sẽ do chính giáo viên mình thiết lập theo cái yêu cầu, theo cái nhu cầu của lớp mình hay cái mục tiêu mà mình hướng tới cho các em. Tiêu chí là tích cực và bên đây sẽ là tiêu cực để mà các em nhìn ra cái điểm nào mà mình còn thiếu sót hoặc còn cải thiện. Đó là về phần đánh giá cá nhân. Ngoài cái đánh giá cá nhân này, chúng ta có thể đánh giá theo nhóm tổ. Ở đây lớp em có 3 tổ nên đã xây dựng 3 tổ trên lá logo để mà mình có thể dễ dàng cộng điểm thi đua mỗi lần mình có tổ chức các hoạt động dành cho các tổ. Hoặc nếu thầy cô muốn tạo các nhóm để mà mình dễ dàng cộng điểm thi đua cho các nhóm thì cũng có thể tạo thành các nhóm 4, nhóm 6 tùy theo nhu cầu của mọi người. Đó là về phần đánh giá cá nhân nhóm tổ. Và tiếp theo sẽ demo về một công cụ sử dụng trên phần mềm lớp video này. Nó gồm có 8 công cụ. Công cụ đầu tiên không xa lạ gì với chúng ta, đó chính là cái đồng hồ đếm thời gian. Và ở đây nó mang tên là bộ đếm thời gian. Nếu như ngày trước chúng ta muốn sử dụng cái đồng hồ đếm thường thì chúng ta một là làm trên PowerPoint, hai là phải lên trên YouTube và tải các clip người ta làm sẵn về. Thì ngày nay công việc đó trở nên dễ dàng hơn với lá logo. Chúng ta chỉ cần thiết lập một cái thời gian theo ý muốn của mình. Ví dụ ở đây em sẽ thiết lập một cái thời gian mới là phút, em có thể chọn là 1 phút, giây có thể chọn là 30 giây. Và khi chúng ta bấm bắt đầu thì nó sẽ tiến hành đếm ngược theo đúng cái yêu cầu chúng ta sử dụng luôn. Và nó rất là thiết thực và hữu ích cho giáo viên của chúng ta. Tiếp theo là cái công cụ kế bên là công cụ ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên ở đây là một công cụ dùng để giáo viên gọi ngẫu nhiên một học sinh trong lớp để mà em đó phát biểu hoặc là đưa ra ý kiến hoặc là trả lời một câu hỏi nào đó của giáo viên. Thì khi chọn em ngẫu nhiên này, khi mà chọn em học sinh này thì em đó phát biểu xong thì sẽ hiện lên cái tiêu chí để mà cộng điểm trực tiếp vào em đó luôn. Nếu mình muốn bấm tiếp thì mình sẽ bấm vào tiếp again này để chọn thêm một lượt khác, một em khác, vân vân. Rồi công cụ thứ ba là công cụ tạo nhóm. Nếu như mình tạo nhóm mà mình chọn theo cái trình tự thông thường thì các em sẽ bị nhàm chán, nên mình có thể tạo nhóm ngẫu nhiên trên các logo. Mình có thể chọn nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 hoặc nhóm 5 khi mà thầy cô chọn vào cái số lượng thành viên trong nhóm này rồi. Ví dụ ở đây em sẽ chọn nhóm 4 thì lập tức lớp logo sẽ chia thành các nhóm 4 ngẫu nhiên và cứ theo cái tên thành viên này các em học sinh sẽ đi về đúng nhóm của mình. Công cụ tiếp theo là công cụ bộ đo tiếng ồn. Công cụ này, ở công cụ này thì khi mà chúng ta sử dụng âm thanh, chúng ta nói to hơn thì cái cột âm lượng này nó sẽ cao hơn, và khi chúng ta nói nhỏ hơn thì cột âm lượng này sẽ giảm xuống. Cái công cụ này giúp cho chúng ta có thể quản lý lớp này. Khi các em mà nói chuyện nó mất trật tự thì chúng ta có thể mở bộ đo tiếng ồn này lên để mà các em nhận thấy là âm thanh mình đang vượt quá giới hạn cho phép. Còn ngoài ra nó còn có một cái ứng dụng khác là khi chúng ta muốn các em phát biểu to hơn hoặc đọc bài hoặc đọc to hơn, chúng ta có thể mở cái công cụ đo tiếng ồn này lên và em nào đạt yêu cầu là sẽ làm cho cái thanh âm lượng này nó đạt mức cao nhất. Tiếp theo là cái công cụ thứ năm, công cụ chỉ hướng. Thì nếu giáo viên có một cái lịch học đột xuất hoặc là có một công việc gì đó đột xuất thì ở lớp giáo viên có thể mở cái tháp đuôi con này trên màn hình và mở trên màn hình và chúng ta sử dụng cái app của nó trên điện thoại. Thì từ một nơi nào đó không có ở lớp thì giáo viên có thể hoàn toàn nhắn bất cứ điều gì. Công cụ thứ năm em xin giới thiệu với các thầy cô đó là công cụ chỉ hướng. Thì ở công cụ này khi mà chúng ta có một việc gì đó rất bất ngờ mà chúng ta không có thể là ở trong lớp mà chúng ta phải đi ra ngoài thì chúng ta sẽ mở cái phần mềm Map Visual này lên ở trên màn hình của lớp. Sau đó chúng ta sẽ dùng app Map Visual trên điện thoại và chúng ta sẽ ra những cái yêu cầu để các em ở lớp có thể thực hiện, ví dụ như là thông báo hoặc dặn dò hoặc là kêu các em là phải đọc bài hoặc chia sẻ nhóm đôi gì đó. Thì khi chúng ta có việc gấp như vậy thì các em ở nhà vẫn không có bị phí thời gian, vẫn có những cái việc nhiệm vụ nho nhỏ để làm trong cái khoảng thời gian mình có
việc đi ra ngoài. Và cái công cụ tiếp theo là công cụ suy nghĩ bất cập chia sẻ. Thì cái kỹ thuật thêm BC này đó không còn xa lạ với chúng ta rồi. Thì ở đây nó sẽ cho chúng ta những cái câu hỏi, chúng ta sẽ tạo ra những cái câu hỏi để mà các em học sinh có thể tự suy nghĩ, sau đó thảo luận nhóm đôi và chia sẻ những cái suy nghĩ đó của mình với các bạn. Nó giúp cho chúng ta tăng cái năng lực hợp tác của học sinh. Ví dụ như ở đây chúng ta hay đặt ra một câu hỏi hôm nay em thích gì, thì tự học sinh sẽ suy nghĩ trong bản thân em và mình, và sau đó em sẽ chia sẻ với người bạn kế bên. Sau khi chia sẻ với người bạn kế bên thì em có thể lên trên một giảng và chia sẻ với tất cả các bạn trong lớp. Tiếp theo là cái công cụ hôm nay, thì cái công cụ này giúp giáo viên có thể là thay cho một cái tấm bảng khi mà giáo viên có những cái nhiệm vụ quan trọng, những nội dung quan trọng thì giáo viên nhắm vào đây, click vào đây thì cái nội dung này nó sẽ nằm ở đó và nó sẽ không bị biến mất. Còn nếu chúng ta ghi lên bảng thì khi chúng ta xóa bảng hoặc là chúng ta sửa bài mới thì nó có thể sẽ biến mất. Ngoài ra đây còn có thể là một cái nơi chúng ta gửi lời chào đến cho các em học sinh hoặc là nhắn những cái thông điệp vào đầu cái buổi học, giúp cho các em có năng lượng mà có một cái động lực khi mà mới đến lớp vào một sáng sớm. Tiếp theo là công cụ âm nhạc. Thì trong công cụ âm nhạc này đã có một cái nghiên cứu cho thấy rằng khi mà mình sử dụng âm nhạc vào trong việc các em học tập thì nó sẽ giúp cho học sinh kích thích được bán cầu não phải, giúp cho các em có thể làm việc tốt hơn. Trong đây Lapuso đã chia cho mình hai nhóm nhạc. Nhóm nhạc thứ nhất là tiêu biểu, có nghĩa là nhóm nhạc giúp các em học sinh tập trung làm bài nó phù hợp để mà chúng ta mở những lúc các em tập trung làm bài trong lớp, làm bài toán vân vân. Nhóm nhạc thứ hai là nhóm nhạc tích cực. Ở nhóm nhạc này thì khi mà học sinh có một cái hoạt động nào đó, giáo viên không muốn để cái không gian nó nhàm chán và giúp cho học sinh có thể hoạt động nhanh hơn, đúng với cái thời gian quy định của mình có thể mở nhạc giúp các em hoạt động nhanh hơn. Và đó là cái công cụ cuối cùng trong bộ công cụ của lớp Duzo. Và những công cụ này sẽ giúp cho giáo viên rất nhiều trong công việc quản lý lớp cũng như là công việc mình thực hiện các hoạt động giảng dạy trên lớp. Tiếp theo đó là cái số lượng người tham gia. Ở đây nó giống như một cái nơi để chúng ta điểm danh học sinh. Nếu em học sinh nào vắng, thầy cô click vào đây nó hiện màu đỏ, có nghĩa là em đã vắng. Còn em nào đi trễ thì mình click lần thứ hai vào, nó sẽ hiện lên màu vàng, có nghĩa là em đi trễ. Và click thêm lần thứ ba nó sẽ hiện lên nửa màu vàng, màu xanh, có nghĩa là em đã có việc và xin về sớm. Từ đó mình có thể quản lý được học sinh của mình. À, khi mà mình chọn em đó vắng rồi á và mình lưu số lượng người tham gia thì cái thứ nhất là em nó sẽ bị điểm danh vắng, cái thứ hai là cái hình avatar của em nó sẽ bị mờ đen đi và mình có cộng điểm cho cả lớp thì em nó cũng sẽ không có bằng tại vì em nó đã vắng mặt trong hình đó. Rồi tiếp theo là cái thẻ công cụ chọn nhiều. Ở đây nếu mà mình muốn cộng điểm học sinh, tất cả em đó đều được cộng điểm ở trong cái tiêu chí đó mà mình cứ lít từng học sinh đó thì sẽ mất thời gian. Ở đây thiết kế là cái thẻ chọn nhiều để giáo viên có thể chọn rất nhiều học sinh và cộng điểm tiêu chí cho học sinh mình lựa chọn. Và tiếp theo là các cái thẻ ngẫu nhiên, bộ đến thời gian và là cái thẻ rời, nó nằm trong bộ công cụ nhưng mà người ta làm rời ở đây để giáo viên có thể tiện sử dụng hơn. Ở bộ đếm thời gian này, ngoài cái đếm thời gian bình thường thì bấm giờ thì nó còn có thời gian đếm ngược. Bấm giờ là để đo cái công việc đó làm trong bao lâu, còn đếm ngược là mình thiết lập cái thời gian và nó sẽ chạy cho đến cái thời gian quy định của mình. Cái thẻ cuối cùng là ý tưởng lớn. Ở đây trên cái bộ sưu tập của năm lớn thì Lapuso đã tạo sẵn cho giáo viên một cái kho lưu trữ các video clip, và trong các video clip này thì nó sẽ giống như một cái video clip giáo dục kỹ năng sống, xây dựng cho các em các giá trị về sự tự tin, về sự thái độ suy nghĩ tích cực nè, vân vân, và nó sẽ giúp cho học sinh nhìn ra được, có được những cái bài học hữu ích thông qua các phim hoạt hình. Và cuối cùng là invite family, có nghĩa là chúng ta có thể mời phụ huynh của các em học sinh vào. Thì thông qua việc một là in ra cái thẻ mời, hai là gửi mail trực tiếp cho phụ huynh, thì
cái lớp học mà giáo viên quản lý. Qua đó thì phụ huynh có thể theo dõi được hoạt động hàng ngày của các con, có thể theo dõi được các tiêu chí mà giáo viên đánh giá cho các em học sinh, và đó được gọi là tương tác đa chiều. Khi mình sử dụng các tool số có thể tương tác giữa giáo viên với học sinh, giáo viên với phụ huynh và cả phụ huynh với học sinh nữa. Và phần trình bày vừa rồi của các thầy cô có năm, của thầy cô có năm về cái công cụ phần mềm ứng dụng mà công nghệ thông tin sử dụng trong mỗi lớp học đó tôi con này, hy vọng là nó sẽ mang đến một cái gì đó bổ ích và giúp cho các thầy cô của trường mình sẽ có thêm một cái công cụ bổ ích sử dụng để quản lý lớp học của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.